Các đại biểu tham gia chia sẻ kinh nghiệm là các bậc cha mẹ thành công trong việc nuôi dạy con cái trên địa bàn Hà Nội và có kinh nghiệm tiếp xúc nhiều với trẻ. Các ý kiến cho thấy, hiện nay hầu hết các gia đình chưa có cách giáo dục con trẻ đúng mức, dẫn đến những suy nghĩ, hành vi lệch lạc ở trẻ. Cuộc sống hiện đại đã lấy của phụ huynh quá nhiều thời gian, sức lực và tâm trí đến nỗi họ không có thời gian hoặc có rất ít thời gian dành cho con cái mình. Điều này dẫn đến một hệ lụy là rất nhiều trẻ hiện nay cảm thấy cô đơn ngay trong chính gia đình của mình. Hơn nữa, hiện nay các bậc phụ huynh thiếu kiến thức sư phạm trong việc dạy dỗ con, yêu thương con đúng cách. Việc không hiểu biết, không quan tâm tới tâm sinh lý con cái đã tạo nên khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình. Để phát huy vai trò của gia đình trong việc giáo dục con trẻ, các chuyên gia cho rằng bên cạnh việc dành thời gian trò chuyện cùng con, các bậc cha mẹ phải nâng cao kiến thức, tìm ra phương pháp giáo dục phù hợp với từng đứa trẻ ở từng giai đoạn trưởng thành.